Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên vào lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục phiêu lưu tại cái vùng Mega Tiger Hill đó nha các bạn. Đó, tập trước mình muốn tìm hai con đó chính là Rosiram và Zekrom, nhưng mà vẫn chưa thấy tụi nó xuất hiện. Đó, tập này thì chúng ta sẽ tiếp tục ở cái vùng này luôn. Tìm thử một xíu coi thử có gì không. Ở Mega Taiga Hill thì chả có gì các bạn ơi. Mình đang qua lại cái vùng Taiga M nha. Đây cũng là một cái vùng xuất hiện Legendary nữa đó. Và dưới đây nó có một cái Master Chest nè, một cái rương Master. Chúng ta sẽ cùng đi mở rương coi được Master Ball hay không. Chắc là được skill Fisher các bạn à. Oh, có con boss Molun kìa. Molun, đi kiếm nó luôn nè. Mơ luôn nha các bạn. Đâu rồi. Hơi bị giật lắc một xíu. Đây, nó đây các bạn ơi. Mình sẽ xử đẹp nó luôn nha. Rồi, Mega lên và dùng skill Shy Trick nha. Đó, xịn sơ liền. Shy Trick nó các bạn ơi. Wow. Nó hút máu của mình. Con này căng vậy. Mày dám hút máu của tao hả? Wow, hiệu ứng skill khá là đẹp các bạn ơi. Confusion, chết của em nó luôn. Mà nó cho mình Clay Clay, nhưng mà mình không có cần đâu. Đây, trước mặt có một cái Master Chest nữa nè. Chúng ta sẽ cùng đi qua bên này và kiểm tra coi nha. Nó nằm ở trên hả? Leo lên lấy luôn nha các bạn. Hiện tại thì cái em Mewtwo X của mình đã đạt được level 97 rồi. Mình nghĩ là nó sẽ lên level 100 sớm thôi các bạn ơi. Học được skill Taunt nè. À, chúng ta nhặt được chứ, không phải là học được Taunt. Rồi, tạm nói chung là mình sẽ tạm cất hết tất cả các skill lại nha các bạn. Bên đây còn có một cái rương bokeh nữa nè. Mình sẽ đi qua và lấy luôn nha. Rương bokeh này có gì hot không? Đâu rồi, nằm ở đâu rồi? À, nằm túi dưới đây các bạn ơi. Được Dust Ball hả? Cũng khá là xịn đó. Rồi. Trời nó tối các bạn ơi. Mình qua lại cái vùng khác rồi. Đây là cái vùng Root Forest nha. Đó. Cũng là vùng xuất hiện một vài em Legendary mà mình chưa có luôn đó. Dưới đây nó lại có một cái Master Chest nè. Chúng ta sẽ đi cùng đi kiểm tra luôn nha các bạn. Rương Master có gì hot nữa không? Ủa nó nằm ở đâu vậy? Ôi vậy nó nằm ở trên ngọn rồi. Rồi chúng ta sẽ cùng bay lên ngọn để mà kiểm tra luôn nha các bạn. À nó là cái cây đây, cây bự chà bá đây nè. Ủa không phải cái cây này các bạn ơi. À có thể nó là cái cây bự này nè. Ây da. Lại phải bay đi lên một lần nữa rồi. Trời ơi. Đã tới cái rừng này nó còn chơi kiểu này là chết tôi luôn á. Đây nó là cái cây bự này nè các bạn ơi. Mình sẽ đục ở trên xuống luôn nha. Lấy cho nó gọn nè. Được skill horn hả? Rồi cất vào luôn nha. Bên đây nó lại có thêm một cái rương bokeh nữa nè. Mình sẽ cùng đi qua lấy luôn. Cái rương này thì nó không bị ẩn. Con ninja này thách đấu với tôi hả? Chết queo luôn các bạn ơi. Chỉnh sơ nha. Thì cái con Mewtwo X của mình á, nó đã đạt level 100 rồi. Hiện tại thì mình đang luyện cái con Mewtwo Y nha các bạn. Mewtwo Y mình mới đạt level 91 thôi. Đó. Chúng ta sẽ cố gắng là luyện tụi nó hết. Rồi, bên đây còn có thêm một cái rương bokeh nữa nè. Cùng đi qua lấy luôn nha các bạn. Đâu rồi? Rương bokeh nằm ở đâu rồi? Đây. Nó cũng không có ẩn luôn. Chúng ta lại được một skill nữa nè. Đó là Confide. Ngon lành canh đao. Wow, mình đang ở tại cái vùng Taiga các bạn à. Cũng khá là xịn sò đó. Nó có cả xen lẫn cái vùng Root Forest nữa. Rồi, mình sẽ tạm đi qua cái hướng có Master Chest nha các bạn. Đi qua lấy rương Master trước rồi tính tiếp. Đó, đi mở rương nào. Những tập này vẫn là những tập mở rương thôi. Đó, nó có một cái lối dưới đây nè. Được skill put up nè.
bất cấp lắm luôn. Chiến cho liền. Và mình sẽ đào thêm một mớ đá để mà leo lên nha các bạn. Leo lên cho nó dễ nè. Rồi, chắc mình sẽ đi theo cái hướng này quá. Thẳng tiến hướng trước mặt này đi. Cái map này mình cũng mở khá là kinh khủng rồi ha. Rồi, tiếp tục đi nữa thôi các bạn ơi. Tiger Hill hả? Không có em Pokemon nào mới ở đây hết vậy. Thì cái Pokédex của mình á, nó đã đạt được 93% rồi các bạn ơi. Hiện tại rất là khó khăn luôn. Tại vì muốn tìm một cái em Pokemon mình chưa có thì nó xuất hiện với cái tỷ lệ là cực nhỏ luôn nha. Không có đơn giản đâu. Rồi, hiện tại đang trong cái địa phận của vùng Root Forest rồi các bạn ơi. Có con Shroomit nè, con nấm. Rồi, trước mặt có một cái Poké Chest nữa. Đi qua mở luôn nha các bạn. Chỉnh sò nha. Legendary Thunderous đã xuất hiện rồi nè. Trời ơi, tôi đang uống nước. Mình tưởng trời nó phải là vừa mưa vừa sấm sét thì con này mới xuất hiện chứ. Không ngờ thời tiết bình thường nó cũng xuất hiện luôn các bạn ơi. Và nó xuất hiện từ cái vùng đồng cỏ nha, Plains. Nó cũng giống như cái con Tornado vậy đó. Tập trước thì Tornado, tập này thì Thunderous các bạn ơi. Mình sẽ dùng luôn quả Whitbon nha. Đó, đầu tiên là cứ dùng Whitbon trước đi. Sau đó thì chúng ta sẽ tính tiếp. Whitbon không thành công rồi. Giờ thì chuyển qua quả gì đây? Safari Ball. Tại vì nó đang ở vùng đồng cỏ các bạn à. Safari Ball nó sẽ tăng cái tác dụng lên đó. Cũng không thành công luôn. Và nó boost cái gì đó, rất là kinh khủng đó. Tiếp tục mình sẽ cho thêm hai quả Safari Ball nữa nha. Safari Ball. Không được rồi. Quả con này thì nhìn cái đuôi của nó kìa các bạn. Nhìn nó gai góc chưa kìa. Đây là vị thần sấm sét đó các bạn ơi. Thunderous. Đó, đợt trước thì mình có con thần bão tố Tornado. Và mình còn một con thần nữa, đó chính là thần nông nghiệp Landorus các bạn ơi. Thần đất đai rồi đó. Mà cái em thần đất đai đó thì nó không xuất hiện chung chung cái địa hình với hai cái con thần này các bạn ạ. Rồi. Ultra Ball thì không thành công hả? Bắt khó quá vậy. Tiếp tục là Ultra Ball nha. Rồi, lần này cũng không được luôn các bạn ơi. Wow, nó cấu máu của con Scissor của mình kinh quá vậy. Thêm một quả Ultra Ball nữa đi. Ba quả luôn nha các bạn. Chết quẹo với con Scissor của mình rồi. Chuyển qua em Mewtwo. Và lần này dùng Tamerlane nha. Tamerlane. Trời ơi, một hit ngậm cái con Mewtwo của tôi luôn. Lần này thì mình sẽ chuyển qua con Nihilego nha các bạn. Tiếp tục là Tamerlane nha. Wow, nhìn như vậy thôi nhưng mà bắt rất là khó các bạn ơi. Không có đơn giản đâu đó. Rồi, Tamerlane tiếp tục. Và yes, cuối cùng thì mình cũng đã thu phục được em Thunderous rồi nha các bạn. Quá là xịn sò luôn. Rồi mình sẽ cùng lấy nó ra và kiểm tra coi. Em Thunderous. Xịn sò. Đây, Thunderous đây các bạn. Wow, ngon nha. Để mình coi kích thước của nó là cái thước gì cái đã. Đó rồi, Thunderous của tôi. Nhìn nó ngầu váy trưởng luôn. Rồi để mình lấy cái kính ra cái đã. Reveal class. Đây. Nhìn như vậy nó rất là ngầu các bạn. Khoanh tay các kiểu rồi. Các kiểu con đà điểu. Và cái thứ của nó là huge. Con này thì cộng attack nhưng mà trừ special defense thì phải. Nãy mình nhìn nó nhanh quá. Rồi mình sẽ cho nó biến đổi cái hình dáng nha các bạn. Đây. Đó, hai em Tornado và Thunderous các bạn ơi. Wow,
nhìn cái con cái con Thunderous này mà nó lên cái hình dáng đặc biệt, nhìn nó ngầu vãi chưởng luôn ha. Con này là kết hợp lại giữa cái con gì vậy? Hình như là sừng kỳ lân nè, nó có thêm cái bờm cũng như là những cái móng vuốt ở tay nữa các bạn ơi, còn cái đuôi nữa nè. Nó không giống như cái con Tornado thì nó giống cái con chim đại bàng hơn. Kích thước huge nên nó cũng khá là to, còn về Tornado thì chỉ là kích thước nguyên mẫu thôi các bạn à. Đó, mà cởi con này thì mình không thấy không có thấy thoải mái các bạn à, tại vì nó che hết tầm nhìn của mình rồi. Cởi con Tornado thì chúng ta còn nhìn trời nhìn mây được, cởi con này thì nhìn thấy được cái lưng nữa thôi. Rồi, Thunderous thì nó không có skill ở ngoài các bạn à. Hiện tại thì những cái kỹ năng của con này chắc mình chưa có học chuẩn hay sao á. À quên, Thunderous chứ, lộn hai con hoài. Đó, nói chung là tập này xịn sò liền. Thu phục được một em huyền thoại nữa bạn ơi. Đó, cho hai con nó về hình dáng bình thường nha. Đó, bao xịn sò luôn các bạn. Một bên là Tornado, một bên là Thunderous. Rồi, chúng ta sẽ để cái đội hình này luôn và sẽ luyện cấp cho tụi nó luôn nha các bạn. Bên đây có một cái rương bokeh nè, mình sẽ cùng đi qua lấy luôn nha. Có vẻ cái rương này nó nằm ở trên cao rồi. Đây, mình sẽ dùng em Mewtwo để mà bay lên nha. Rương bokeh. Con Tello này nó láo quá ta. Dám thách đấu tôi hả? Rương bokeh được một cây stick. Stick đây nó giống cái củ hành quá vậy. Hình như đó là cái stick của con Farfetch đó các bạn à. Trời thì nó mưa rất là to luôn các bạn ơi. Bên đây có một cái rương bokeh khác nè. Nãy giờ mình vẫn đang đi tìm kiếm những em Pokemon mới, cố tìm cái con Mewkip nhưng mà nó vẫn chưa chịu xuất hiện các bạn ơi. Thôi thì chúng ta sẽ lên lấy cái rương bokeh này đỡ vậy. Đừng nói cái rương này nó nằm ở trên cao nữa nha, tại vì cái vùng Root Forest này rương nó toàn nằm ở trên cao mà. Có vẻ nó nằm ở trên cao thiệt rồi các bạn ơi. Thôi bay lên lấy luôn nha. Rồi, nó đây rồi, mình đã thấy nó rồi nè. Master Ball. 11 quả. Chúng ta đã quay lại cái vốn Master Ball mình có hồi xưa giờ các bạn ơi. Trời ơi, 11 quả rồi nè. Đó. Đợt trước dùng bắt cái con Tornado đó các bạn à. Nhưng mà không sao, chúng ta đã huề lại vốn rồi. Quá xịn sò. Mở rương bokeh nhưng mà được Master Ball luôn nha các bạn. Đó, nói chung là tập này là khá là đỏ rồi đó. Bên đây có một cái rương Master nữa nè. Chúng ta sẽ cùng đi qua mở coi có nào được thêm một quả nữa không. Sala. Và được Rock Slide. Không được nữa rồi các bạn ơi. Nói chung như vậy là được rồi. Nhiều quá làm gì không biết. Trời nó đã hết mưa rồi các bạn ơi. Thiêu lưu trong Minecraft bây giờ cũng mấy ngày rồi đó. Đây, bên đây có lại có một cái rương Master nữa nè. Chúng ta sẽ cùng đi qua và lấy luôn nha. Cha là được Dazzling Gleam. Cũng xịn thôi. Cái đó thì chúng ta có thể bán lấy tiền được các bạn à. Được cái loại berry gì vậy? Lancet Berry hả? Mình sẽ tạm vứt luôn đi. Xịn sao. Bên đây lại có thêm một cái rương bokeh nữa nè. Quá xịn ha. Cái con hấp pip này láo quá ta, dám thách đấu tôi luôn, chết queo. Cấp nó nhỏ các bạn ơi nên là làm có một hit là nó đi luôn rồi. Rồi, bên đây lại có thêm một cái rương bokeh nữa nè, chúng ta sẽ cùng đi qua lấy luôn nha. Metal powder hả, cũng khá là xịn sò đó. Mình sẽ cất nó vô luôn nha. Metal powder. Mấy em chim này nó đang bị giật hả? Nó đang bị giật các bạn ơi. Nhìn nó tên là bọt sợ với chưởng. Rồi. Wow, nước dưới đây khá là trong ha. Ngon lành. Có một cái rương master nè. Để mình qua lấy luôn nha. Legendary Sonic đã xuất hiện rồi các bạn ơi. Thêm một con Legendary khác nữa nè.
Ồ, mình đã quăng trúng rồi và nó đã chuyển cái cặp sừng sang cái màu khác rồi các bạn ơi. Đây là cái thế tấn công của nó đó. Cái cặp sừng nó đã đổi màu rồi các bạn à. Nhưng mà mình cũng sẽ tiêu diệt nó luôn, tại vì Sonic thì mình đã có rồi. Ngẫm củ tỏi liền và nó cho mình skill Me First. Được cái gì vậy? Hơi thở của rồng các bạn ơi. Chúng ta được Dragon Brick khá là xịn sò luôn. Rồi. Tập này có được hai em Legendary luôn. Đó, hai em cùng xuất hiện các bạn ơi. Các bạn xem cái thấy cái thời gian xuất hiện của nó khá là gần nhau. Tại vì clip này mình cắt ra rất là nhiều khúc luôn các bạn à. Thật ra cái clip này mình làm dài cũng tầm 3 tiếng rưỡi đó. Nói chung là cũng căng thẳng đó, không có đùa đâu. Đây, chúng ta sẽ cùng đi lên lấy cái rương master luôn. Không biết nó nằm tại vị trí nào đây. Đó, nằm ở dưới này các bạn ơi. Nãy giờ tôi chạy lên trên. Sao là được khem mai. Khem mai. Hiện tại thì những cái skill mình lấy được á, mình đều đem về nhà cất hết. Mình chưa có bán các bạn ạ. Ha, xịn sò ha. Hai em huyền thoại đã xuất hiện rồi. Bên đây có một ngôi làng nè. Trời thì nó đang mưa khá là tầm tã các bạn ơi. Có một cái bokeh, rương bokeh. Đâu rồi? Cắn cắn tôi hả? Được nước ép berry các bạn ơi. Quá xịn, cắt lại luôn nha. Extreme Hill. Extreme Hill cộng các bạn à. Hiện tại mình đang ở tại cái vùng Extreme Hill cộng. Để chúng ta cùng phiêu lưu thử coi. Hình như nó có xen lẫn giữa cái vùng Stone Beach nữa. Stone Beach các bạn à, đây là biển đá. Rất gần Rolla Shiny hả? Hình như mình chưa có hay sao á. Chúng ta sẽ cùng đi xuống và thu phục em Shiny này luôn nha. Shiny chắc nằm ở dưới đây nè. Rồi đi xuống thu phục nó luôn nha các bạn. Nằm đâu túi dưới đây chứ vậy? Rồi để mình kiếm nó coi. Đây rồi, rất gần Rolla Shiny. Và nó có chút xíu à. Thôi mình sẽ lầm nó luôn nha. Trước mắt thì xài cái quả Whipball nha các bạn. Luôn xài Whipball trước nha. Tại vì tỷ lệ 5.0. Đó, tỷ lệ khá là cao luôn đó. Không phải nhặng dừa đâu. Yes, thành công liền. Để mình trèo lên lại coi. Hồi nãy mình thấy ở đây là cái vùng Stone Beach các bạn à. Vùng biển đá, để chúng ta cùng lên coi. Rồi, leo lên nào. À da, nó mắc cái cây đuốc của tôi rồi. Cái con chuột này nó bị double lick nè. Rồi, để mình xuống đây mình kiểm tra thử. Game Shark nó đã chỉ ra rồi. Đây là vùng Stone Beach các bạn à, biển đá. Rồi, lâu như vậy thôi. Để mình kiểm tra thời gian coi thử coi. Time, Query, Day Time. Hiện tại là 6001 hả? Tức là afternoon các bạn ơi. Vậy là sẽ có được một vài em mà mình đang cần nó xuất hiện được. Để chúng ta cùng. Ở đây rồi, đây rồi. Mình định nói là để chúng ta cùng đi kiểm tra coi. Nó đây rồi các bạn à. Đó chính là Oshawott nha. Biến mất rồi. À nằm dưới đây nè. Trời ơi, cái Poké chết kia nó xuất hiện làm lấn át cái con Oshawott của mình. Nó đây rồi các bạn à. Đó, xuất hiện tại buổi trưa ở cái vùng Stone Beach nha. Khá là xịn sò luôn. Mà buổi trưa thì cái thời gian nó là từ 6.000 trở đi các bạn à, 6.000 tới 12.000 đó. Whitbon không thành công hả? Wow, nhìn em Oshawott này khá là dễ thương các bạn ơi. Phone whip cho nó sợ một phát. Rồi chúng ta sẽ sử dụng luôn cái quả Liverborn nha các bạn. Nó mới cấp 16 thôi. Em này thì mình chưa có bạn ơi. Quá đã, quá đã. Đó, thu phục thành công Oshawott rồi nha. Ngon lành canh đào. Chúng ta sẽ cùng tắt tìm kiếm của nó ở trên Game Shark rồi. Oshawott, D-Watt và Samurott. Ba con. Quá xịn luôn. Để mình lôi nó ra luôn.
để chúng ta sẽ cùng tiến hóa luôn nha các bạn. Đó, Ocelot. Con này cấp 16 rồi. Ngon lành. Mình sẽ luyện cho nó lên 20 level nữa, tức là cấp 36 để nó đạt cái bậc tiến hóa cuối cùng nha các bạn. Ở trên kia có một ông nhà thách đấu hay là cái gì kìa. Chúng ta cùng lên kiểm tra coi. À, ông này là người dạy kỹ năng các bạn ơi. Moon Tutor. Để mình coi nó có những cái skill xịn. Có Dragon Ascent không? Không có Dragon Ascent rồi. Cũng không có Secret Sword luôn các bạn ơi. À, những cái skill này thì mình không có cần các bạn à. Được cái skill gì gì đó khá là lạ. Thôi, mình sẽ đi tiếp các bạn ơi. Trời ơi, tưởng gặp được cái ông có Dragon Ascent chứ. Mình rất là cần skill đó để mà tiến hóa cái con Rayquaza lên đó các bạn à. Cho nó lên Mega đó. Lại mưa nữa các bạn ơi. À, và chúng ta phát hiện ra một cái vùng mới nè. Đây là Ocean Monument. À, một cái kiến trúc mới chứ. Chính xác là cũng không mới lắm. Đó, Ocean Monument. Cái này thì mình đã có được một hai cái rồi. Mình cũng đã đi đào vàng từ cái chỗ đó các bạn ạ. Trên đây lại có thêm một cái rương bokeh nữa. Lụm luôn nha các bạn. Ồ, được một cái pháp mail hả? Khá xịn sò. Rồi, chúng ta sẽ cùng di chuyển tiếp nha các bạn. Cùng đi phiêu lưu tiếp tục. Trời thì đang mưa rất là tầm tã luôn đó. Ồ, có một em boss nè, Sharpedo. Có vẻ như là boss Mega rồi các bạn ơi. Đúng nó rồi nè, Sharpedo. Boss Mega nha. Mình sẽ dùng skill Psychic trước cái đã. Psychic đó. Ồ, không có tác dụng. Hình như cái con Sharpedo này nó có mang trong mình cái hệ bóng tối nữa. Vậy thì mình sẽ chuyển với con khác đi. Caesar. Caesar ra trận nha các bạn. Rồi, Incisor luôn. Wow, một khúc máu luôn, quá xịn. Cho mày một phát nữa nè con. Chết quẹo. Oh, học được Assassinary nè. Mình sẽ thay cái skill Substitute cho con Greninja nha. Waterium Z cũng khá ngon luôn. Oh, và em Oshawott mình nó đã tiến hóa rồi các bạn ơi. Ngon lành. Wow, rất dễ thương nha các bạn. Wow, nó đã lên thành D-Wood rồi các bạn ơi. Rồi, nó còn một bậc nữa thôi. Đó chính là con Samurott nữa. Để mình ngồi lên mình lấy không khí cái đã. Đang có một cái con boss gần mình nè. Đó là con Brilip. Lên thở một phát cái. Rồi, Brilip đâu rồi? Brilip. Có một con Brilip màu hồng kìa. À, cái con màu hồng này thì mình hình như mình chưa có các bạn ơi. Mình chỉ có con Relic màu xanh thôi. Rồi, để mình xử cái em boss này trước đã. Rồi mình đi bắt cái con Relic màu hồng nha các bạn. Mày này con, một khúc máu luôn. Rồi, làm nó một phát nữa các bạn ơi. Ây da, đánh gì đau quá vậy. X-Sister nè. Không được rồi. Chết queo luôn rồi. Mình sẽ chuyển qua Mewtwo nha các bạn. Sai trước nó một phát. Chết nó luôn. Rồi, để mình tìm con Rillix cái coi. Rillix. Đây rồi. Có một em gần mình nè các bạn ơi. Để mình ngồi lên mình thở cái đã. Ngồi lên thở cái coi. Trời ơi, rút máu tôi vãi chưởng luôn. À, hai em. Một em màu xanh, một em màu hồng. Mình sẽ bắt em màu hồng trước nha các bạn. Em màu xanh đó thì mình đã có rồi sao á. Và mình đã tiến hóa nó lên luôn rồi. Con này dùng skill hệ thường không có tác dụng các bạn ơi. Thôi kệ, mình sẽ dùng luôn cái quả Whitbon trước nha. Quả con này nhìn vậy mà cũng kinh đấy chứ. Whitbon. Không được rồi. Ghê vậy. Sẽ chuyển qua quả bon khác đi. Chết rồi, lỡ bấm Safari Bon rồi các bạn ơi. Con chuột nó hay bị double lift á. Nó sẽ tự động bấm như vậy á.
Safari Bond có được hay không? À, Safari Bond lại được các bạn ơi. À, có một con Relic khác nữa nè. Để mình lên mình thu phục nó luôn nha. Con này thì là màu xanh. Màu xanh dương các bạn ơi. Rồi mình sẽ thu phục nó luôn nha. Relic màu xanh. Lần này thì dùng Whip Bond trước nha. Đó. Yes, thành công rồi. À, thêm một con Relic khác nữa kìa. Nhưng mà từ từ đi, để mình lên mình kiểm tra hai cái em này cái đã. Relic đã thu phục xong nha các bạn. Quá xịn luôn. Xịn sò nha. Rồi, để mình kiếm như nào mình leo lên cái đã. Đâu rồi? Mấy em Relic của tôi. Đây. Hai em Relic các bạn ơi. Đủ hai màu nè. Tiến hóa của nó là con Jellyson nha các bạn. Và mình chỉ có được có một con màu xanh thôi. Có vẻ như là mình sẽ cần bắt thêm một con Relic màu hồng nữa để cho nó đủ bộ luôn nha các bạn. Rồi. Thì chúng ta sẽ bắt thêm một con Relic màu hồng nữa để mình cất con Jellyson lên nè, cho nó hợp lý cái đã. Ok, đã ôm áp rồi đó. Rồi, bắt thêm một em Relic khác nữa nha các bạn. Relic. Ồ, gần đây có một con nè. Đi lượm nó luôn nha. Hy vọng là màu hồng. Ôi, màu xanh rồi. Để mình xử nó luôn nè. Màu xanh nè, chết queo. Bên đây có một con khác nữa nè các bạn. Ồ, con này màu hồng. Ngon lành. À, sẵn màu hồng thì tao bắt mày luôn. Rồi, Whipburn ra trận nha các bạn. Quá xịn sò luôn. Whipburn đã thành công luôn rồi. Ồ, có em boss kìa. Nhưng mà khoan đi. Rồi, để mình ngồi lên mình thở cái coi. Hết hơi của tôi rồi. À, thách đấu tao hả? Chết queo nó luôn. Rồi mình sẽ tắt game sát của con Relic này đi nha các bạn. Ủa, sao vẫn còn kìa? Đó, cái con chuột của mình nó bị double lick nữa đó. Chán thiệt sự luôn. Rồi, chúng ta sẽ cùng kiểm tra một xíu coi. À, lần này thì mình chạy xe đạp luôn các bạn ạ. À, chạy xe đạp đi bắt Pokemon luôn. Còn có con boss nè. Numo hả? Rồi, đi bắt nó luôn nha các bạn. Nãy giờ đang test xe đạp, chạy khá là xịn luôn. Mình sẽ tạm để xe ở trên đây đi. Đi xuống đấu với nó. Thế mới căng chứ. Rồi. Lên em Mewtwo X nha. Ờ, Mewtwo Y chứ. Sai chích mày nè con. Một phát chết queo luôn. Học được Fury Cutter nè. Mình sẽ thay bằng Tailwhip nha các bạn. Tailwhip. Ngon lành cành đào. Và đây. Đây là em D-Wood của mình. Hồi nãy mình chưa kịp coi. Nó tiến hóa dưới nước các bạn à. Wow, lần này thì nó cầm hai cái vỏ sò ở hai bên cái túi ha. Cấp 1 của nó thì chỉ có một cái vỏ sò thôi. Và đây là em Relic. À, Relic cái các bạn à. Con cái thì màu hồng, còn cái con đực thì màu xanh nha. Đó, xịn sò liền. Mình đang trên xe đạp mà vẫn có thể thách đấu được luôn hả? À, vậy thì chúng ta không cần phải xuống xe các bạn à. Mình biết rồi. Thách đấu tôi nữa hả? Dám thách đấu tôi nè. Chết quẹo. Để mình có cái Never Smell Eye này vô cái đã. Never Smell Eye. Mustel này nó mới cấp 36 thôi. Nói chung là quýnh là nó lên cấp là được rồi. Quýnh cho nó lên kinh nghiệm các bạn à. Đó, có con Honlucha nè. Đây. Honlucha. Lụm mày luôn nha. Chỉnh cho liền. Ây da, mất một khúc máu luôn. Hình như mình không đeo giáp nó bị mất máu các bạn ạ. Mất nhiều vải chưởng. Hôm nay chúng ta chuyển qua cái cọng dây chuyền Mega cũng như là đi với cái mũ Pokemon màu vàng của mình. Khá là chỉnh sò đó. Ây da. Trời đất ơi. Mất máu dữ vậy. Để mình vô mình lấy cái Rune Master này coi có cái gì không nha các bạn.
Rune Master, Legendary Rayquaza. Lại một con Legendary nữa xuất hiện các bạn ơi. Và con này có vẻ bự hơn cái con Ray cũ của mình ha. Bự không ta? Nhìn nó cũng khá là to nha các bạn. Ui, hình như là bự hơn cái con Ray cũ của mình rồi. Mình sẽ cố gắng mình bắt nó thử nha. Mình phái những cái con Pokemon nó bự bự các bạn à. Khá là khoái mấy con đó. Phone sweep một phát nữa. Đó, như vậy máu nó mới còn có một thôi các bạn ơi. Rồi, lần này thì mình sẽ dùng quả Fastball trước nha. À quên, Whipball trước chứ. Whipball đầu tiên và Fastball là cái quả thứ hai nha. Hy vọng mình sẽ bắt được nó. Không thành công rồi. Chuyển qua Fastball nha các bạn. Tại vì tốc độ của con Rayquaza này nó cũng khá là khủng khiếp. Nên chúng ta cứ dùng Fastball thôi. Tiếp tục là Fastball nha. Wow, bắt khó vậy. Bắt khó quá chừng luôn. Thêm một quả nữa đi. Rồi, nếu mà không được nữa thì mình sẽ dùng cái quả Summerball luôn nha các bạn. Đó. Nãy giờ quăng Summerball quá chừng luôn, không được luôn các bạn ơi. Mình sẽ dùng luôn cái quả Ultra Ball đi. Recover một phát cái đã. Nó tốn cũng của mình nãy giờ hết mấy cái đá hồi máu rồi đó. Vẫn không bắt được nó các bạn ơi. Ultra Ball. Rồi, có vẻ không được rồi. Hay. Con này thì mình có rồi. Mình mà chưa có thì mình đã dùng Master Ball rồi các bạn à. Nói chung mình có rồi thì mình cứ tạm thử về đi. Và nó hết số lần sử dụng skill và nó tự chết rồi các bạn à. Nói chung khá là đáng buồn. Nhưng mà thôi kệ các bạn ơi. Vậy cũng được rồi. Tốn của mình hết rất là nhiều bon. Gần 20 quả. Ô quên, 30 quả Samoan rồi các bạn à. 30 quả Samoan luôn. Kinh khủng thiệt sự. Mình lấy ra mình đáp khô cái đã. Trời đất ơi. Nè, lấy thêm cái quả Ultra Ball vô nữa. Nè, đây cái con Gusty nè. Cuối cùng chúng ta cũng sẽ dừng tại đây thôi nha các bạn. Mình sẽ đứng đây và mình luyện level cho mấy em Pokemon của mình cái đã. Dewood đã đạt được cấp 20. Ủa, chết rồi, 20 mấy, nhìn không kịp rồi. 25, 26 gì đó rồi. Còn cái con Freelix thì nó đạt được cấp 27 các bạn à. Chúng ta sẽ luyện cho tụi nó tiến hóa luôn nha. Quyết định dừng lại ở cái tòa tháp ma này để chúng ta luyện cấp nha các bạn. Tại vì mấy cái ba lô của mình nó cũng đầy luôn rồi. Rồi, và đây em Mewtwo Y của mình nó đã đạt được level 100. Học được Shy Try rồi nha. Mình sẽ thay nó đi nha các bạn. Mewtwo Y. Thay bằng Nihilego nha. Nihilego thì đạt được level 87 rồi đó. Sắp lên cấp 88 rồi nè. Hé chỉnh trò. Dưới đây có con boss nè. Trời, đi xuống đánh boss rồi nó cũng cản đường tôi cho được. Rồi, Pyuku Muku. Chúng ta sẽ cùng đi qua thách đấu nó luôn nha các bạn. Đâu rồi? À, trốn ở dưới đây luôn hả? Và nước trong vãi chữ các bạn ơi. Hatchmat đó một phát. Không được rồi. Con này cấu máu kinh quá. Cấu máu tao nè. Rồi mình sẽ xài một skill nữa cho nó chết luôn nha các bạn. Mày là con chết queo. Và nó cho mình một cái Ray Candy. Sẵn mình sẽ cho con Nihilego này lên level 89 luôn nha. Ta-la, xịn so liền. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng lên trên và luyện cấp tiếp thôi. Mình sẽ dùng cái kính này để mà bay lên các bạn ơi. Chuyển nó sang cái hình dáng này thì nó mới bay được. Và hồi nãy các bạn có thể nghe cái tiếng sấm sét không? Mình chuyển hình dáng cho con Thunderous á. Chuyển sang cái dạng khác thì chúng ta nghe được cái tiếng sấm sét nữa các bạn à. Game này nó hay với chứ. Chandelure hả? Mày nè con. Wow.
ngồi luyện tại cái tòa tháp ma này nó khá là xịn các bạn ơi. Pokemon nó ra hoài à, luyện bao sướng luôn. Level nó cũng tầm 30 mấy trở lên nữa, nên là chúng ta không còn lo ngại gì cả. Chandelure nè. Ồ, có con boss Venusaur kìa. Xuống chơi nó luôn nha các bạn. Trời ơi, bị xuống đây mà còn vẫn còn cái con thách đấu tôi nữa. Chết queo. À, và cái em Dewood của mình cuối cùng nó cũng đã tiến hóa rồi các bạn ơi. Đó, đây sẽ là cái dạng tiến hóa cuối cùng của con Dewood nha. Và nó có tên là con gì đây? Samurott. Ồ, nhìn nó giống như con kỳ lân hả các bạn ha. Nhìn đẹp quá chưởng. Lem bên nè. Trời ơi, xuống tới đây mà còn thách đấu tôi nữa. Dữ tợn không? Rồi, dứt nó luôn nha các bạn. Boss Venusaur, đây là Boss Legendary nha. Cấp 120 luôn đó. Khá là mạnh. Mày mạnh nè. Ui, nó cho con Nihilego của mình chết rồi. Chuyển qua con Scissor đi. Dùng skill. Đâu rồi. Skill It Scissor nha các bạn. Mày nè con, chết well. Chúng ta được một viên kẹo mới nữa. Oh, ngon lành. Có một con boss nữa nè. Golden. Con cá các bạn à, cá vàng. Đó. Mình sẽ đi ra đây thách đấu nó luôn nha. Rồi chúng ta sẽ cùng coi cái hình dáng của em Samurott này nữa. Quá đã. Đây, Golden, em cá vàng. Con này thì cái model của nó vẫn chưa được cập nhật các bạn ơi. Hy vọng nhóm tác giả sẽ cập nhật sớm thôi. Release của mình thì đã đạt được cấp 37 rồi nè. Ngon lành. Rồi, cùng coi cái con Samurott này coi. Wow. Ồ, nhìn rất là ngầu bạn ơi. Ồ, cởi được. Ôi, và xuống nước. Xuống nước nó có cái hình, cái hình dáng bơi khác nữa các bạn à. Ồ, trên cạn đi bộ thì nó lại là một cái hình dáng đi khác. Ồ, xuống nước nó lại là một cái hình dáng khác nữa. Wow, ngon lành ta. Cập nhật như vậy khá là xịn các bạn ơi. À, nó thu chân tay lại. Bơi cho nó nhanh các bạn à. Ồ, ngon lành liền. Rồi. Ồ, cái em gì vậy? Đây là Popplio. Ồ, một trong những em Pokemon khởi đầu nè. Của gen thứ 7 đó các bạn à. Em này thì mình có rồi. Ok, chỉnh sơ liền. Đó, Samurott này cũng khá là thú vị ha. Ồ, ngon. Nhưng mà trừ Speed. Chandelure hả? Mày nè con, Chandelure nè. Em Redis của mình đạt được cấp 37 rồi nè. Mình sẽ cố luyện nó một xíu nữa nha các bạn. Nói chung luyện cái này nó cũng khá là nhanh thôi. Mấy em Pokemon ở cái tòa tháp ma này nó ra liên tục mà. Wow. Con Hunter này láo hả? Thách đấu tôi nè. Mấy con Pokemon này nó hiếu thắng lắm bạn à. Ây da da. Chết rồi, rớt xuống dưới rồi. Định đấu với con Bitgy. À quên, con Bitgetto đó nhưng mà mình bị rớt rồi bạn à. Lem bên nè. Rồi để mình bay lên lại coi. Bay lên lại coi bạn à. Chandelure. Mày nè con. Wow, lên được cấp 38 rồi bạn ơi. Relic đã đạt được cấp 38 rồi. Còn 2 cấp nữa thôi là nó sẽ tiến hóa đó các bạn ơi. Ráng lên nào. Và đây là cái em Legendary thứ 4 trong tập ngày hôm nay luôn. Đó chính là Latias nha các bạn. Trời ơi, mình đang cần con Latios mà. Latias xuất hiện làm gì chứ. Con Latias thì mình đã có rồi. Nhưng mà thôi kệ, mình sẽ đi qua mình mình đập nó luôn nha các bạn. Cho chừa cái tập xuất hiện hoài nè. Mày nè con Latias. Em này mình đã có rồi bạn à. Thôi mình sẽ kết liễu nó luôn nha. Nhìn cũng khá là xịn sò đó. Mày nè con, một hit chết que luôn. Nó cho mình một cái Dragon Scale, một cái vảy rồng các bạn ơi. Quá xịn sò luôn. Ở đây chắc mình sẽ sắp xếp đồ lại cái đã. Chúng ta sẽ cất bớt vào trong đây đi. Tiếp tục luyện cấp thôi bạn ơi. Wow, thế là tập này chúng ta đã có được 4 em Legendary xuất hiện luôn. Trong đó thì chỉ có một em mình chưa có thôi. Đó chính là Thunderous các bạn ạ. Ủa, mấy con này thách đấu tôi hoài ta. Ở đâu mà chui nó hoài vậy?
chết queo đi. Rồi, thì Heligo đã đạt được cấp 94 luôn các bạn ạ. Chỉ cho 6 cấp nữa thôi thì mình sẽ chuyển qua các em Pokemon khác để mà luyện nữa nha. Rồi, dưới đây còn con nào không? Còn hai con Chandelure nè. Ồ, con này cấp 40 luôn. Ồ. Cấp 39 luôn nè. Trời, cấp cao mà trốn dưới đây không hả? Rồi, chúng ta sẽ cùng lên trên. Tiếp tục. Lại gặp mấy con Chandelure nữa các bạn ạ. Đây, Hunter. Hunter nè. Mình vứt bứt đồ cái đã. Luyện trong này đồ nó quá chừng quá đất luôn á. À, em Hunter cấp 25 hả? Xử nó luôn. À, thêm một con Chandelure khác nữa nè các bạn. Chandelure nè. Và cuối cùng thì cái em Rillaboom của mình cũng đã tiến hóa rồi nè. Nó đạt được cấp 40 rồi các bạn ạ. Khá là xịn sò luôn. Đó, nó sẽ lên con Jellicent nha các bạn. Ồ, như cục bong bóng. Con này là con sứa đó các bạn ạ. Jellicent. Ok, Telebot trở về nhà thôi. Cuối cùng thì nhiệm vụ trong cái tập ngày hôm nay cũng đã thành công rồi. Hoàn thành xuất sắc rồi các bạn ạ. Chúng ta sẽ cùng lấy một vài Pokemon ra để cho các bạn cùng chiêm ngưỡng lên một xíu nữa nha. Rồi, mình sẽ lấy mấy con Jellicent cũng như là con Rillis ra luôn nha các bạn. Samurott thì xíu nữa mình sẽ cho các bạn chiêm ngưỡng lại sau nha. Đây, Rillis và Jellicent. Chúng ta sẽ cho tụi nó ra coi. Rillis trước nè. Đó, con hồng là cái con cái và con xanh là con đực nha các bạn. Nhìn rất là hay luôn. Đó, chỉnh cho liền. Wow. Để mình coi thử con cái với con đực nó có gì khác biệt không. Wow. Hình như cái con Jellicent cái này nó bự hơn nè. Kích thước huge. Và con kia kích thước nguyên mẫu hàng chi. Và mắt của nó có cái gì rất là đẹp các bạn ơi. Con đực thì mắt nó không có đẹp bằng. Ôi, con cái bị cháy rồi. Ôi, để mình quăng nó xuống nước mới được. Cháy con Jellicent của tôi. Đây, mình sẽ cho các bạn coi lại đây. Đây là con Jellicent cái nha. Và mắt của nó có mi mắt các bạn ơi. Rất là đẹp luôn. Rillaboom cũng vậy luôn. Hay vậy. Rồi, và tiếp theo thì mình sẽ lấy con Samurott ra nha. Đó, đây là tiến hóa cuối cùng của con Oshawott nha các bạn. Sẵn lấy mấy em Pokemon mình còn luyện cấp ra luôn. Caesar nè. Samurott và Nihilego. Đó. Rồi, bây giờ coi cái con Samurott trước nha các bạn. Con này thì nó rất là xịn sò. Xuống nước nó sẽ thay đổi cái hình dáng bơi nha. Đó, nó sẽ quặp những cái chân lại để bơi cho nó nhanh hơn đó các bạn ạ. Nói chung khá là xịn sò luôn đó. Đó, nó quặp chân lại kìa. Ngon lành canh đào. Quá đã, quá đã. Cái em này thì nó rất là giống với con kỳ lân ha. Sừng nó dài vãi chưởng luôn. Có gai nữa chứ. Và nhân vật đặc biệt trong tập ngày hôm nay đó chính là Thunderous nha bạn. Thêm một em Legendary nữa rồi. Đây là hình dáng khác của nó nè. Wow. Chúng ta có thể biến đổi nó trở lại nữa nha các bạn. Biến đổi nó trở lại thì nhìn nó rất là ngầu luôn. Khoanh tay. Đó, hai ông thần khoanh tay. Một ông thần bảo, một ông thần sấm sét. Đó. Để mình lấy cái đội hình thích hợp ra luôn để mà luyện cấp luôn nha. Articuno nè. Articuno đạt được cấp 90 luôn hả? Ngon. Rồi. Nói chung tập ngày hôm nay như vậy là được rồi các bạn ơi. Mình đã có thêm được 4 em Pokemon mới nữa. À, 4 cái em Pokemon trong Pokédex đó. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming. Và nhớ ấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Ngoài ra nhớ comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này. Và đừng quên like cái bay Fury Gaming để mà ủng hộ mình nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.